Dạ thưa Fatima, xin đại diện cho Clever Care cảm ơn các anh chị của truyền thống của Việt Nam mình ở Little Sài Gòn đến đây với Clever Care. Fatima trước nhất muốn giới thiệu người sáng lập viên và là người CFO về Market của Clever Care. Fatima rất là rất là quý trọng anh Hiệp. Thì anh Hiệp đã làm ra cái hãng, một trong mấy người sáng lập viên đã làm ra cái hãng Clever Care này cho người Việt Nam của mình. Và thì mà xin mời anh Hiệp nói. Thì hôm nay là chúng tôi rất là vui mừng là được gặp các giới truyền thông để tổ chức nói về cái công ty của Clever Care của chúng tôi. Một trong những cái điều mà chúng tôi là mong mỏi cho quý vị biết rõ là chúng tôi, công ty chúng tôi là một công ty từ cái đó gọi là từ một cộng đồng mà ra, tức là từ cái grassroots community, tức là cái công ty mà chúng tôi được thành lập từ trong cộng đồng mà ra. Tại vì bản thân tôi là cũng lớn lên tại cộng đồng này, thành thử ra chúng tôi rất hiểu rõ được những cái quyền lợi và những cái điều mà quý vị cần muốn cho quý vị cao niên. Một trong những cái điều mà chúng tôi thật sự muốn ra là thật sự là chúng tôi là làm sao cái mục tiêu của chúng tôi á là làm sao để làm cho cái việc chăm sóc sức khỏe phù hợp với lại truyền thống văn hóa của quý vị trở thành một điều hiện thực. Hiện giờ là chúng tôi là công ty đầu tiên mà chúng tôi có cái sự kết hợp giữa Đông y và Tây y. Về mặt Đông y thì chúng tôi có, ngoài cái chuyện mà chúng tôi là cho quý vị có thể đi được những cái chỗ mà đi châm cứu, hay là quý vị có thể đi làm massage, hay là quý vị có thể làm cạo gió nữa quý vị, thì quý vị có thể là đồng thời quý vị có thể mua được những cái gọi là những cái dược phẩm về Đông y. Đồng thời chúng tôi cũng có một cái thẻ, nó gọi là thẻ linh hoạt, thì quý vị có thể vừa có thể mua được lên tới 800 những cái mặt hàng mà quý vị có thể mua được từ Đông y, cũng giống như về gọi là over the counter. Đặc biệt nữa là chúng tôi có một cái mạng lưới mà quý vị có thể mua được những cái chỗ đó là từ Nam Bắc Hãng nè, rồi K1 Natural, rồi quý vị có thể mua được từ Korean Ginseng Corporation Vendor, rồi quý vị có thể mua được Jiali Herbal, và đặc biệt là đơn trọng đồng của người mà gọi là người Hoa đó, thì quý vị có thể đi cái chỗ gọi là TS Emporium. Đây là những cái hãng rất là lớn mà họ bán những cái dược phẩm về Đông y cho quý vị, nhất là mặt hàng về yến, mặt hàng về nhân sâm. Một trong những điều mà chúng tôi cũng thật sự muốn rõ là ngoài cái chuyện mà chúng tôi là một những công ty mà được thành lập ra từ cộng đồng và bởi những người lớn lên từ cộng đồng, thì chúng tôi cũng là một cái công ty mà được sự hỗ trợ của rất nhiều nhà đầu tư tại nước Mỹ này. Một trong những nhà đầu tư đó là lớn nhất đó, hai nhà đầu tư lớn nhất của công ty hiện tôi hiện giờ là Northwest Venture Partners, nó gọi là NVP, gọi tắt là NVP. Và thứ hai là công ty, có lẽ quý vị đều ai cũng biết là Google Venture, là một trong những công ty mà gọi là hiện giờ lớn nhất ở tại nước Mỹ. Chúng tôi ngoài những cái công ty này, chúng tôi cũng có nhiều cái nhà đầu tư khác rất là có nổi tiếng, thí dụ như Novo Nordisk, quý vị là cái thuốc mà về Ozempic đó, là quý vị biết là cái công ty này cũng có cái đầu tư của chúng tôi. Thì một trong những cái điều mà chúng tôi muốn quý vị biết rõ là chúng tôi huy động được vốn lên tới 218 triệu đô la cho đến bây giờ. Thành thử ra quý vị, chúng tôi có số mới rất là mạnh, đồng thời chúng tôi có những cái nhà đầu tư và rất là lớn ủng hộ chúng tôi. Một cái điều nữa là chúng tôi muốn quý vị biết rõ rằng là cái mức độ tăng trưởng chúng tôi ấy, nhờ cái sự là ủng hộ của quý vị cũng giống ủng hộ của nhà đầu tư, thì hiện giờ là chúng tôi lên đến 26.000 thành viên, là cái mức độ tăng trưởng chúng tôi là lên đến 116% từ năm 2023 cho đến 2024. Rồi về mặt thứ hạng đó thì tại quận hạt Los Angeles thì chúng tôi đứng hạng thứ 3. Còn về trong cả 5 cái quận hạt mà chúng tôi hiện đang hoạt động là Orange County, Los Angeles, San Diego, Riverside và San Bernardino đó quý vị, thì chúng tôi tăng trưởng vào đứng hạng thứ 3. Về đó lý do tại sao là chúng tôi ngoài cái chuyện mà đầu tư vốn thì chúng tôi cũng có một mạng lưới mà về hoạt động rất là lớn. Thí dụ như là chúng tôi có hiện giờ có đến 50 cái trên 50 cái bệnh viện, cái hospital mà chúng tôi có hợp đồng. Đồng thời chúng tôi cũng có hơn 2.000 nhà bác sĩ về gia đình cũng như bác sĩ về chuyên khoa mà nói được song ngữ, mà chúng tôi nói được tới 7 ngôn ngữ nha quý vị, 7 ngôn ngữ lần, tức là chúng tôi nói được là vừa nói được Spanish, nói được English tức là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Họ, Quan Thoại, tiếng Khmer và tiếng Pháp.
quý vị. Thì chúng tôi khi phục vụ cho quý vị á, là chúng tôi phải căn cứ vào truyền thống văn hóa của quý vị và đồng thời phục vụ cho quý vị bằng cái ngôn ngữ của quý vị. À, thành thử ra khi quý vị gọi vào đó, quý vị sẽ nói được trực tiếp bằng cái ngôn ngữ đó. Rồi ngoài ra chúng tôi có những cái trung tâm cộng đồng, như trung tâm cộng đồng ở đây là Bosa Community Center, là chúng tôi hiện giờ có 3 cái trung tâm cộng đồng. Nếu người Việt Nam nào ở trên Los Angeles thì chúng tôi có cái cộng một cái trung tâm cộng đồng ở Monterey Park, và chúng tôi cũng có một cái trung tâm cộng đồng ngay tại K-Town. À, thì hiện giờ 3 trung tâm cộng đồng này chúng tôi có những cái lớp để dạy cho quý vị về tập yoga, tập dưỡng sinh, tập những cái môn tài chi, tập nhảy đầm và những cái mà cái điều mà thiết thực cho những người cao niên. Một điều hơn nữa là chúng tôi cũng có những cái dịch vụ mà có thể phục vụ cho quý vị miễn phí. Là trường hợp quý vị muốn cần hỏi những cái điều gì, muốn xin những cái điều gì, thí dụ về Medi-Cal hay là những cái xin những gì về Cal Fresh, thì chúng tôi có những em ở đây sẽ sẵn sàng phục vụ cho quý vị. Thì một lần nữa đó, chúng tôi muốn tường trình cho quý vị rằng là chúng tôi hiện giờ chúng tôi là một trong những công ty mà khi là phát triển rất là lẹ ở tại 5 cái quận hạt, và đồng thời chúng tôi có được số vốn huy động rất là lớn từ những cái nhà đầu tư rất là lớn tại đây mà nổi tiếng ở tại nước Mỹ. Và một điều đặc biệt nữa là chúng tôi là công ty nó gọi là grassroots community, tức là chúng tôi phục vụ và lớn lên từ cái cộng đồng này quý vị. Đây là hình vận hành lãnh đạo của chúng tôi. Cái này là cô này là cô Erin Ramsey, cô là giám đốc về vận hành, và giám đốc về vận hành là Chief Operating Officer. Còn anh đây là anh Misha Shukla, anh là Vice President, tức là phó chủ tịch về thị trường, Vice President Marketing.